Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều sáng kiến sẻ chia trong cộng đồng của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế khen ngợi, đánh giá cao. Và một trong những sáng kiến đó là máy cấp phát gạo miễn phí để hỗ trợ cho những người nghèo, những người dễ bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Quá khó tin nhưng là sự thật. Đó là dòng nhận định được hãng tin CNN đưa ra liên quan đến chiếc máy ATM phát gạo tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của báo chí quốc tế trên toàn cầu trong những ngày qua. Theo CNN, một chiếc máy có thể phát gạo miễn phí. Điều này quá khó tin nhưng lại là sự thật. Chiếc máy ATM gạo này đã được lắp đặt tại nhiều địa điểm trên khắp Việt Nam để giúp những người đang cần được hỗ trợ nhất trong đại dịch COVID-19. Cũng theo CNN, để phòng ngừa dịch bệnh, những người đến nhận gạo được yêu cầu đứng cách xa nhau 2 mét và phải sử dụng nước sát khuẩn rửa tay sạch sẽ trước khi nhận gạo. Tại Hà Nội, thời gian phát gạo là từ 5 giờ sáng tới 17 giờ chiều hàng ngày, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể đến nhận gạo bất kỳ lúc nào. Những cây ATM gạo như thế này có xuất hiện ở Huế và Đà Nẵng. Trong khi đó, hãng tin Reuters đã dẫn lại cảm nhận của những người nghèo khi nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các doanh nghiệp vốn cũng đang rất khó khăn trong đại dịch COVID-19 này. Cụ thể, chị Nguyễn Thị Lý, một phụ nữ 34 tuổi có chồng thất nghiệp và 3 đứa con nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chiếc máy ATM gạo này rất hữu ích. Túi gạo này đủ cho chúng tôi ăn trong một ngày. Giờ chúng tôi chỉ cần thêm thức ăn nữa. Những người hàng xóm thỉnh thoảng cũng sẵn sàng thức ăn cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ phải ăn mì ăn liền." "Tôi đọc được thông tin về chiếc ATM gạo này trên Internet. Tôi đến để xem có thực vậy không và không thể tin được điều này là sự thật. Tôi thực sự mong các nhà tài trợ có thể duy trì nó cho đến hết đại dịch." Tờ The AGN cũng có bài viết chi tiết về anh Hoàng Tuấn Anh và chiếc máy ATM gạo độc đáo của anh. Theo đó, anh Hoàng Tuấn Anh thuê 3 người giám sát hoạt động của chiếc máy. Khi có người đứng trước camera của máy và ấn nút, chiếc máy sẽ tự động mở van đổ ra khoảng 1,5 kg gạo. Ban đầu, anh Hoàng Tuấn Anh dự định phát khoảng 500 kg gạo một ngày, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, số gạo được phân phát đã tăng gấp đôi so với dự tính. Dù vậy, anh Hoàng Tuấn Anh cho biết anh không sợ hết gạo bởi có rất nhiều cá nhân, tổ chức đã ủng hộ từ hàng yến đến hàng tá gạo cho dự án đầy ý nghĩa này của anh. Một số người thậm chí còn lái xe tải chở hàng tấn gạo giao đến tận từng chiếc máy ATM gạo. "Tôi sẽ làm điều này cho đến khi dịch COVID-19 kết thúc. Tôi cũng đang lên kế hoạch chế tạo khoảng 100 chiếc máy ATM gạo để có thể phân phát gạo đến từng tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi hy vọng cộng đồng sẽ chung tay với tôi trong dự án mới này." Anh Hoàng Tuấn Anh chia sẻ với The AGN.